Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm tôi vừa sở hữu được từ trước Tết, nhưng bây giờ tôi mới giới thiệu đến các bạn. Và như các bạn thấy thì đây chính là một tạo hình rất là quen thuộc của một mẫu robot rất là quen thuộc mà tôi rất là thích. Đó chính là Dynamegazord. Nhưng mà đây là một sản phẩm của một hãng thứ ba sản xuất. Có lẽ là không có bản quyền cho nên nó phải thay đổi một chút đi, với một cái tên gọi cũng khác đi. Như các bạn thấy, tên của nó là Power Rider 5-in-1 Tokusatsu Vinyl. Nhìn cái dòng vinyl này các bạn đã hình dung ra được nó là gì rồi ha. Mới đầu tôi tưởng nó là nhựa cứng các bạn, nhưng sau này khi đã sở hữu một sản phẩm này rồi, khi đã order về rồi đó các bạn, trên tay mới biết nó là nhựa mềm. Thì cũng phải thôi, nhìn cái dòng chữ này là chúng ta đã biết được nó là nhựa gì rồi, do tôi không để ý lúc đầu thôi. Và nó có thể hợp thể được. Như các bạn thấy, nó sẽ là 5 cái con khủng long và động vật thời tiền sử kết hợp lại với nhau, cũng như thế thôi, nhưng nó sẽ có những sự phá cách nhất định. Và đằng sau này sẽ cho chúng ta thấy được hướng dẫn lắp ráp hợp thể của nó, rất là đơn giản thôi. Và Made in BRC là cái gì ta? Mẫu sản phẩm này tôi mua được với giá là 2,7 triệu. Khá là chua các bạn ha. Nhìn nó nhỏ xíu như thế này thôi nhưng mà giá có tới 2,7 triệu lận. Và đây, bên cạnh hộp sẽ cho chúng ta thấy được tên gọi của nó. Nô 1 là Tyrannosaurus Machine, nô 2 là Pterosaur Machine, và nô 3 là Vampiristic Machine. Nó đổi tên đó các bạn. Thay vì cái con này là cầm thanh kiếm nè, thì bây giờ nó đổi tên thành Vampiristic là con gì ta? Tôi cũng không hình dung ra được nữa. Và nô 4 là Triceratops Machine, cũng là tam giác long. Nô 5 là Mammoth Machine, cũng là con voi mammoth. Lặp lại một lần nữa, giá của nó là 2,7 triệu. Tôi thấy nó khá là mắc đó các bạn. Ok thôi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những món đồ chơi của chúng ta các bạn nhé. Và đây, cỗ máy đầu tiên của chúng ta, số 1, Tyrannosaurus Machine. Nó sẽ có những sự thay đổi nhất định, chứ nó không thể nào mô phỏng hoàn toàn như nguyên mẫu các bạn nhé. Nhìn thì cũng cute, cũng dễ thương, nhưng mà nó là nhựa mềm. Cũng không hẳn là mềm lắm các bạn, nhưng mà chúng ta bóp nó vẫn có thể nhúng vào, lúng vào đó các bạn. Và nó không có đuôi. Thiết kế đối với mẫu này đó các bạn, tôi nghĩ rằng có thể là chúng ta có thể tách cái phần ngực này ra nè. Tách cái phần ngực này ra và chúng ta sẽ ốp cái phần ngực này vào đây để che lại cái phần mặt của robot thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng ở đây hãng không có làm như vậy các bạn. Và khi chúng ta tách phần ngực ra đó thì chúng ta có thể lôi cái phần đuôi của khủng long ra để đằng sau. Nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nhưng đáng tiếc ở đây nó làm cái phần ngực của Dynamegazord hằng sẵn vào bên trong này luôn, ốp sẵn luôn, cho nên hơi bị tiếc chỗ này ha. Nếu như cho tôi là người giám sát thiết kế này nó các kiểu thì tôi sẽ bắt là phải tách phần ngực này ra. Cỗ máy thứ hai là Pterosaur Machine, giật lông. Như các bạn thấy đó, khi nãy tôi đã cho các bạn xem rồi, ở phần dưới của nó là nguyên một phần mặt của Dynamegazord luôn. Nếu như nó tách cái phần ngực kia ra, nó ốp vào đây thì sẽ là tuyệt vời hơn rất là nhiều các bạn ha. Và do mẫu sản phẩm này nhỏ và do nó không có bản quyền cho nên nó sẽ phải có những cái sự thay đổi về cách ráp cũng như hình dáng đó các bạn. Nhưng tụ chung lại, khi chúng ta nhìn vào những cỗ máy này, chúng ta vẫn biết được rằng nguồn gốc của nó là từ đâu các bạn hen. Cỗ máy thứ ba của chúng ta, Vampiristic. Hồi nãy tôi có bỏ vào Google và search ra đó là Vampire, là ma cà rồng đó các bạn. Nhưng mà nhìn nó chẳng có giống ma cà rồng chút nào hen. Nhìn nó vẫn giống như là một con cọp thanh kiếm nè. Nó vẫn có chi tiết là cái sừng của nó, cái nanh kiếm của nó nè các bạn.
Tuy nhiên thì do đây là một dạng như là đồ chơi nho nhỏ thôi, cho nên nó không có đầy đủ cái phần chân như là ở những cái phần mẫu sản phẩm khác. Cũng là nhựa mềm đó các bạn. Cỗ máy thứ tư, Triceratops tam giác long vẫn có ba cái sừng như thế này. Và tuổi chung thì đối với cỗ máy này nó không có gì là thay đổi đặc biệt lắm. Vì cơ bản tam giác long nguyên mẫu nó không có chân các bạn. Nó chỉ có bánh xe thôi, thì ở đây nó sẽ có bánh xe nè. Cỗ máy cuối cùng, cỗ máy thứ năm là Mammut. Voi Mammut, voi này chỉ một mắt thôi các bạn nhé. Chúng ta nhìn cái phần đầu voi đó, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến Zaku, những cỗ máy ở trong Gundam đó các bạn, trong anime Gundam. Theo cái hướng dẫn của nó là cái kiếm sẽ để trên đây. Tuy nhiên thì không có khớp các bạn, nó chỉ là một cái rãnh ở trên cái kiếm và chúng ta để vào đây thôi, thì nó sẽ để hờ thôi các bạn, chứ nó không có cái gì để giữ lại cả. Cũng là nhựa mềm thôi, cũng dễ thương ha. Tuy nhiên thì do nó nhỏ và do cái cơ chế ráp của nó, cho nên nó vẫn còn lòi hai cái nắm tay ra, nó không giấu vào được. Các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Lúc đầu đó tôi chưa có nhiều thông tin cho nên không biết được rằng nó to, nó bự như thế nào. Tôi tưởng tượng rằng nó chỉ nhỏ xíu như đây thôi, nhưng khi về trên tay thì nó cũng khá là to ha. Nó to ngoài cái mức mong đợi của tôi. Và bên cạnh đó, tôi khá đáng tiếc là mẫu sản phẩm này nó dùng cái loại nhựa mềm mềm chứ không phải là nhựa cứng. Nếu như là nhựa cứng thì sẽ tuyệt vời hơn, nó sẽ không bị giới hạn lắm về cái phần chốt ráp này nọ. Và bên cạnh đó thì đáng tiếc là cái phần ngực này không thể nào tháo ra được để ốp lên đây, để che lại cái mặt của Diner khi đang ở dạng là giật lông. Nếu như nó có thiết kế thêm cái phần khớp để tách ra gắn vào thì đây sẽ là perfect. Tôi biết rằng đây là một sản phẩm nhỏ và một phần nữa là né tránh bản quyền, cho nên cái cách ráp của nó phải thay đổi một chút, cũng như ngoại hình của nó cũng phải thay đổi một chút, chứ nó không thể nào bê nguyên si được các bạn. Cho nên sự thay đổi về cách ráp để phù hợp với chi tiết nhỏ như thế này và sự thay đổi về cái ngoại hình của nó là điều dễ hiểu. Tôi không có lăn tăn lắm đâu, tôi chỉ lăn tăn là về cái phần nó bằng nhựa mềm thôi các bạn. Cute ha, cũng đầy đủ chứ bộ, cũng có kiếm nè, cũng có khiên đầu voi nè. Mặc dù nó có thay đổi nhưng mà chúng ta nhìn vào vẫn biết rằng đây là Diner Megazord. Tất cả đều gọi là kiểu miễn cưỡng gọi là ổn, ok đi. Nhưng mà về cái mức giá của nó thì không ok chút nào cả. No ok đó các bạn. Vì tính ra với cái con như thế này 2,7 triệu thì cái giá của nó tôi thấy cũng khá là chua, khá là mắc đó các bạn, chứ không có rẻ đâu. Tay nó có thể xoay qua xoay lại được như vậy, bàn tay cũng như thế, đưa là đưa xuống được như vậy, và chân của nó cũng đưa là đưa xuống được một chút như thế này thôi. Nói chung là để như thế thôi, chứ cũng không action gì được nhiều đâu. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ đến các bạn về một sản phẩm này. Còn các bạn thấy một sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.